Ngày 1 tháng 8, Công an quận 11 thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ hình sự Lưu Thanh Nhàn, 42 tuổi, ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12, Phạm Thị Mông, 51 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có. Cuối tháng 7, Nhàn lấy trộm một trụ chữa cháy trên địa bàn quận 3 và chở về tiệm của bà Mông tiêu thụ. Trinh sát hình sự đã đón lõng ở cầu Tham Lương rồi mời Nhàn làm việc cùng tang vật là một trụ nước chữa cháy. Nhàn thường hay đi gom ve chai, mang đến các trụ chữa cháy giả vờ thu dọn, nhưng thực chất là để khóa van nước bên dưới, rồi dùng dụng cụ mở các con ốc, lấy mang đi bán ve chai. Công an xác định Nhàn gây ra khoảng 5 vụ trộm trên địa bàn quận 11, quận 3, lấy đi các trụ chữa cháy về tiệm của bà Mông để bán với giá 500.000 trên một trụ. Khám xét tại tiệm bà Mông, công an thu giữ thêm 2 trụ chữa cháy.